Chưa rồi, còn lại đúng không? Cứ học được 45 50 phút là lại tăng chưa. Cách mình nói lại, cách vẽ thứ hai là cách vẽ của mình nha. Tùy theo mỗi người cách nào mà hợp lý thì mình dùng, nhưng mà để vẽ chính xác thì cách dùng lệnh giống là vẫn hay hơn ha. Mình sẽ giống từ đây xuống dưới một đường nữa đúng không? Mà mình muốn copy, xoay copy sẽ bị tăng một đường. Đối với những bạn nào muốn độ chính xác cao thì cách vẽ này sẽ ok hơn. Giống vào đây và vẽ một rectangle căng từ đây liền chéo nhau. Mình phải là vì sao mình phải tạo bốn đường, tại vì thế nào người khi hai cái đường giống này mà nó đi giao nhau ấy, đi giao nhau này này thì mọi người mới bắt được cái điểm chỗ này. À, bắt được cái điểm này mình kéo lên đây là mình sẽ vẽ được cái rectangle đúng không? Mình copy cái rectangle này vô đúng không? Mình bút xuống đây được. Đấy, nghĩa là đối với mảng tường này kiểm tra lại thông tin này còn nữa không, khác rồi. Ok, thế mảng tường này xong rồi gấp lại được. Tiếp đến mảng tường bên đây đúng không? Tiếp đến mảng tường bên này, độ dày của mảng tường đây thì nó bằng đúng bên như bên này luôn. Cái màn này thì nó có một cái màn này nữa, thường là không có màn này nữa, không có bì này, không có một màn này nữa, yeah. Rồi mình sẽ có mua của bì ông này, màn này qua đây, push qua này, yeah. Thì lớn cái mảng này là movie mặt này qua đây và boost qua đây luôn, dạ mảng tường. Bắt đầu với cái mảng tường này mình vẽ cái cột số này đúng không? Cột số này thì mình thấy đây có 1 2 3 vậy là nghĩ là nó sẽ lặp lại à, lặp lại này. Và còn là chỗ nào nữa không? Ok, bao cột số này có đây có thôi. Hàng giống đây vô, hàng giống đây qua chưa. Đấy, bắt đầu mình sẽ nắm từ đây và nắm từ đây, vẽ cái rectangle từ đây và này u nó vô đây, còn vào bút xuống mặt này bay đi chưa. Tiếp tiếp đến chỗ mà cửa này, à, cái cửa này là cái cao độ cửa đây, cái đoạn này nó bằng nhau đó, nên cái đường này có thể giữ lại. Tiếp kéo đường này qua đây, kéo đường nữa qua đây, bằng kéo một đường từ trên xuống ra đây, mấy cái thằng từ đây, đây mới là cái ô cửa nghe mọi người, mới là cái ô cửa là ô nó hơi lần này, là cái này mà bây giờ bấm phát là cái đoạn này là ra ngoài này, mình mà bấm phát là cái đoạn này là ra ngoài này, đó, cho nên phần này bỏ nó qua đó mà kiểm tra lại cái này một xí. Cái thời gian mặt bằng của mặt đứng mình hơi là xí, mà cái đoạn cửa này hơi sát nên là mình dời cửa này qua 20 mm thì hả, mình mua nó vô ha. Thì bắt đầu vào đây mới boost nó vào được. Yeah. Tiếp đến cái cửa mà cửa gara, cửa gara này cái đoạn này như nó thấp hơn hẳn rồi nên là mình phải hàng giống mới này. Tiếp là mình đưa vào đây và đưa à, cái đoạn này cái gara này thì nó không có trên cái thềm như máy này nên không phải tiếp tục lăn xuống, phải tiếp tục về rất tăng từ đây lên trên mũ cũng đi qua bên này à, kiểm tra con nó tới đâu, đầu của bằng vẽ kia bút rồi. Và như người thấy là đây cái gara, cái cửa gara của mình, nhưng mình vẽ cái đó thì dưới anh hơi dư một xíu này đúng không? Nó dư cái nét này xíu thì xóa đi rồi. Vẽ từ file thì vẽ từ ảnh thì nó sẽ có cái lỗi lực vạch đó. Thì ở đây nó có một cái là cái cửa này nè, sau khi mình vẽ xong thì nó ăn âm vô cái tường luôn. Đó, cái này thì không hay lắm nên mình phá này ra mua, chọn cạnh này và mình chọn cạnh bên đây. Mua nó qua đây một xí.
nó gần khớp vào trong cái cửa này ha. Được chưa? Xong mình group từng cái mặt lại. Mình vẽ đường bọt kính này lại. Về cái phần phía trong này thì vì cái file này thì có render mặt ngoài nên là phần phía trong này mọi người vẫn phải vẽ, nhưng mà có thể vẽ là đơn giản hơn một xí được được. Đơn giản hơn một xí nhưng mà không phải là vẽ ấu nha. Đơn giản xí đơn phần tường sẽ quanh đâu. Sao tập kìa về bạn cái gì trong ừ. Đấy, có nghĩa là mình xét lại xem mắt này còn bên này nó còn cái gì nữa không này, cửa sổ to này, cửa đi này, cửa gara này đó rồi đúng không, nghĩa là một hai ba mặt xong rồi đúng không, tiếp xem mặt này ổn, mặt này thì khỏe, mặt bên này thì chỉ có hai cửa sổ thôi đúng không, mình sẽ vẽ một cái rectangle từ đây qua này luôn đúng không? Boost lần đó. Và sau khi boost xong thì mình vẫn ra yêu cầu đúng không? Cái cửa sổ này lặp lại nhiều lắm nè. Những cái nào lặp lại nhiều á thì mọi người nên vẽ component và mọi người nên dùng cái đường giống cho nó chuẩn này. Cho những cái lặp lại nhiều mà vẽ cái bằng cái cách mà quẹt đại, tại ví dụ lấy quẹt đại thế này vô thì nó khó chịu. Môn này vô đây và môn này vô đây, khi mà người vẽ quen rồi á vẽ thành thục sẽ gấp ấy, thì một cái nhà như này nếu như mà vẽ thành thục thì chắc là khoảng đâu đó tầm 2 tiếng, tầm 2 tiếng hơn một xí, 2 tiếng rưỡi 3 tiếng à. Mình mua copy mặt này qua đây và qua thằng này luôn à. Mình sẽ bút mặt này qua này qua luôn đúng không, đó có nghĩa là mình xong được cái mặt bên này nhưng mà cái nhà này thì cái chỗ đây nó có cái khối này thì nó thụt xuống nè, mọi người coi khối này thụt xuống nè, khối này thụt xuống này đấy, mình chú ý cái chỗ đó, đó khối này thụt xuống này, bên này nó thể hiện rõ nè, xuống này đấy mà nó thụt xuống, nhưng mà trong cái băng ven này thì đối với cái mặt mà từ đây nhìn vô á, thì nó lại không thể hiện cái chỗ đó. Mọi người thấy nó không thể hiện cái chỗ mà khối phía sau đúng không? Phía sau này thuộc rất là sâu này. Đoạn phía sau này thuộc rất là sâu mà cái mặt trước đây nó lại không thể có thể hiện. Đó cho nên là khi mà người vẽ người phải chú ý mấy cái điểm này để xử lý nha. Đối chiếu bên này có này, bên này có này. Mà mặt trước đây nhìn vô là không có, nó thì thiếu, nó để nó có thêm đoạn dưới này. Cũng có thể là theo cái quy ước của bên họ vẽ thì họ chỉ vẽ những cái mà thấy vô phía trước cái tàu đó, sau không thấy không có, nhưng mà quan vẽ này mình cũng thấy một cái điểm đó là nó cũng hơi khó, là đối với cái mặt bằng tầng hai này, này mọi người thấy mặt bằng tầng hai này không, nó có đây có cái deck, cái deck này là một cái sàn đúng không, cái sàn nó vươn ra khỏi cái tường này, nó vươn ra khỏi cái tường này nhưng mà bề mặt đứng này thì lại không thấy thể hiện gì hết. À, cái deck đó là ở phía bên này, à, phía bên này, nhưng mà mặt đứng này mọi người thấy không, thấy không, không có thể hiện gì luôn này. À, cái chỗ này không có cái mặt deck nữa hết. Cái mặt này thấy cái deck này, deck này là nó vươn ra rồi nhưng mà mặt này không thấy gì hết. À, cái mặt này cũng không thấy luôn đó, cho nên là có thể là họ quy ước cách vẽ của họ như vậy sao mình cũng không yêu lắm, là cái đó mình dặn mọi người chú ý thôi. Rồi đối với cái phần bên trong tường này thì mọi người để hoàn thiện nó rồi mình có thể lên tầng 2 ha, đây là mình push lên rồi xoay copy để mình xong cái phần này luôn đúng không? Đúng rồi, đây. Hồi trước mình cứ hướng dẫn mọi người cái là gọi cái scale nhanh đó, nhưng mà đối với
càng càng làm thì mình cảm thấy là không nên scale, để mình bỏ thời gian mình vẽ nó hơi tốn thời gian chút như này cũng được. Còn nhiều người scale thì cái độ sai lệch nó nhiều lắm, độ sai lệch sẽ lên rất nhiều. Giờ mình vẽ cái tường xong, cái tường đúng không, tường xong này có nghĩa là phần cơ bản tường của tầng một này xong rồi, chọn hết đúng không, rồi ghép lại và gắn nó là first floor chưa, floor à. Đấy, ta là cái tường. Tiếp đến là mình sẽ vẽ cái tầng 2. Vẽ cái tầng 2 thì ở đây bạn dẫn nên mình xứng cho người vẽ một cái cửa luôn này. Vẽ xong tầng 1, xong xong một tầng rồi mấy cái tầng kia có thể là mọi người tự làm ha. Vẽ cái cửa chỗ này. Rồi thì vẽ cửa này trước đi. Cửa này dùng nhiều này ha. Đấy thì đối với cửa này mọi người có thể, ví dụ người đã có cái mặt này rồi, người xây đây người thấy nó nháy nháy đúng không, người có thể bấm xuống shift x, shift x để mình cho chế độ hoặc chế độ x-ray, cái đây mình nhìn xuyên qua thì mình dễ vẽ hơn. Mình dùng x-ray rất là nhiều khi mà vẽ đối với những cái hình này. Mình đầu tiên là mình offset nó vô đây mình khung 25 mm, rồi nữa đúng không, bút xuống mặt ra là 100 mm ha. Rút lại này. Tiếp vẽ một đường nữa. Bởi vì đang có cái khung cửa thôi mà, chưa có cánh cửa mà đúng không? Speed lên, offset vô. Ví dụ bây giờ mọi người nào, nếu mà không bật speed lên là mọi người không biết offset nhiều cho nó đúng đúng cái khung á, nên phải bật speed lên này. Đó, bật speed lên mọi người thấy được cái này là khoảng 25 nữa đúng không? Đó là test speed đi. Bút khung này ra là 40 đi ha. Rút lại và cho nó ra ngoài này, đừng có cho ra sát lúc này, cho ra cách đây khoảng 15 mm đi. Để khi mình render mình thấy nó có cái nổi khối ra. Mình vẽ rect một rectangle đây. Boost 10 mm đây, tính là tâm kính. Tính lực thì 10 mm là đủ rồi. Tùy vô cái yêu cầu những họ mọi người như thế nào mà. Thường như thế này. Rút lại. Rút mang công nghệ create. Yeah. Nắm đầu này là mù ra, nắm đầu mù ra, chọn bên mảng vật liệu này có cái vật liệu nào mà transparent không? Không có, không có thì mình có thể chọn một cái là color ha, mình chọn cái color, mình chọn cái color bất kỳ đúng không? Mình vẽ một cái rectangle đây, mình đảo mặt lại chọn cái color bất kỳ, chọn màu lên đây rồi mình mua ra mình edit nè. Edit này mình chỉnh cái này về trắng đi, opacity giảm lại xí cho nó hơi trong trong chút, rồi lấy màu đó trắng ra đây. Dạ, đó là mình sẽ vẽ xong cái này. Tiếp đến là về cái phần mà cửa kính, cái khung cửa thì có thể chọn một cái màu là xám xám đen mình. Này, mọi người nhớ là trước khi mà áp vật liệu mình chọn cái tượng, mình phải chọn cái mặt này nghe, phải chọn được cái mặt này này, phải chọn cái mặt được. Đó, chọn được cái mặt cái đường đó. Như thế này chưa chọn được cái mặt. Đây mới chọn cái group thôi. Chọn cái mặt của bấm. Của màu vô đúng không? Dạ, yeah. Như mình xong đúng không? Cái này mà công nên rồi, nó dù muốn dùng, muốn dùng bên này mình cần hả? Sẽ có bi đi thôi. Nó rất là tiện. Kích thước y hệt rồi, tại vì khuôn. Cái khuôn hôm trước, cái khuôn mình lấy từ đây lấy qua mà, đúng không? Tiếp theo là đến góc này. Góc này thì hôm nay mình vẽ là mình xóa mặt cái đường thì mình sẽ lấy cái mặt cánh này mình phát một đường ra lại và mình đưa vô đây đúng không? Up vô. Con chỉ lên bắt đầu mình vẽ này, đúng không? Rồi đây vẽ vô đây là một cái khung này to hơn, khung này to hơn rồi. Khung này nó vẽ tới khoảng 40 mm lận. Vẽ cũng được, chẳng hợp lý. Mút mặt ra, cầm đây. Group lại, xong. Bắt đầu là vẽ cái chỗ này đây, đây như là làm vách kính chết này, bên này làm cơ mỡ này đó, mà thường thường giữa vách kính chết và cơ mỡ nó có một cái khung nhỏ giữa đây đó, thì chắc mình phải một cái khung với cái pha sáng của cái khung này, chắc mình đã biết rồi, mình vẽ vào đây và mình push ra một cái khung này đúng không, rồi từ đây mình vẽ một cái tăng, mình vẽ cái khung cánh cửa bên này, rồi ha,
Boost lại là 40 đi ha. Rút lại. Mua ra ngoài chút, mua vô trong lại. Bạn biết vì sao mình phải mua ra ngoài và mua vô trong không? Vì thế này nè. Có nghĩa là mục đích của mình là mình muốn mua cái mặt này nè. Ra ngoài đây nhưng mà cách đây 15 mm. Đấy, nhưng mà nếu như mình mua ra cái chiều này thì mình phải 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 biết cái đoạn này bao nhiêu, mình trừ 15 mm nữa thì tốn thời gian nữa, mình mua ra ngoài đây rồi mua trong 15 mm. Tiếp. Đây mà khi mà vẽ thì mình đang hướng dẫn mọi người những cái mẹo vặt mà mình thường hay dùng. Và mình thấy nó cũng khá là ok. Một vài cái mẹo vặt của mình là nó mà nó tiết kiệm được khá thời gian cho nhiều bạn. Đó là xong. Cái này là mình vẽ xong cái cửa này đúng không? Không mình nó lại. Và nắm đầu nó. Nắm đầu nó đưa vô trong này. Đấy thì khi lúc nãy mình vẽ theo cái chiều này là chiều thuận, cho nên là khi đưa vô đây thì nó hơi bị nghịch đúng không? Mình sẽ scale nó, mình chọn nó, mình scale nó trừ 1. Ra ngược lại ha. Dạ, đây, đưa vô đây. Cái này là ok. Chưa. Đấy, mình sẽ đánh liệu vô. Này, dạ. Giờ đã là cách mà mình sẽ về cái cánh cửa. À, cái cánh cửa. Thì đối với cái bài này thì chút nữa mình sẽ gửi cái file để mọi người vẽ. À, mình sẽ gửi cái file để mọi người vẽ cái bài này. Và từ cái này trở lên nó là còn 2 tầng nữa. Nó một cái building này còn 2 tầng. Mình sẽ cho người vẽ thêm cửa nữa nghe, rồi là phần còn lại là mọi người sẽ tự xử ha. Cái này có cái viền, cái này có một cái viền. Ok, cái cửa này không biết bừa được em cái lần mình giống này cho nó khỏe thì phải bừa giống này lên tới đây rồi. Đường bao này chắc là cái đường xây gạch. Đường sẽ quay cửa này ngoài đây. Đường này cho nhất một xí này. Copy này, chọn này, mua copy từ điểm này qua bên đây để hai cái đoạn này nó có cái khoảng cách bằng nhau. Nhanh hơn. Chẳng vừa. Chẳng xóa. Xóa. Xóa bút xuống là khoảng 50 đi. Rồi, tiếp đến mình sẽ vẽ cái cửa. Rectangle. Giống lên vào đất này. Quay cái đất tăng ha. Bước ra ha. Tại vì cái cánh cửa cái này nó sẽ lặp lại là 1, 2, 3, 4 không này. Nên mình không nên này. Con nên đọc lại và mua copy lên. Nó là một xíu thì mọi người có thể là scale là một chút xíu. Xíu. Tiếp trong này thì cái thằng trên ông cái miếng trên cùng này nó khác, vì nó có cái lỗ thông gió sau này nên mình sẽ mắc nó rồi phía sau này mình vẽ một cái ô. Một cái bên quanh đây luôn. Mình còn ít đây. Ship đây và bút số 7 đi rồi. Giờ sẽ cái lô này. Đấy. Đối cái lô này có khung cho mình. Vẽ khung qua đây thôi. Mình có thể vẽ mặt sau ra cũng được này.
Bút copy này. Bút sáng mở mịt mấy. Rồi. Bị làm này đúng không? Ok. Thì đây mình nhớ những cái cửa này là nó có cái đường này nó hơi ra rõ kìa, thì mình có thể vô trong lại trong này. Mình chọn cái mặt này. Bên xuống 50 m thôi. 10 m nhỏ, 10 m đây. Vô trong này còn là 10 m nữa. Thì trên cái mặt này có cái G ấy. Xong bắt đầu là mình chọn cái đống này. Một copy qua đây và scale từ mộng lại. Vô trong này. Thì mua vô nó có cái vấn đề nó bị lệch nhiều đúng không? Vì hôm nay mình có chỉnh sửa sơ bộ kia mà. Mình sẽ chỉnh cái này. Đó, cái cửa. Cái cửa mà mình vẽ đây nó hơi bị to so với cái cửa mà đến kia. Mình sẽ lại cho bút sẽ xuống. Đó, nhà này là mình sẽ làm một cái cửa rồi này. Lấy vật liệu kính mình áp rồi. Ok. Đến vật liệu này thì có lại cho một vật liệu khác. Vì như yêu cầu của bên bên các bạn bên phía như bên bên bạn phía bạn render thì sẽ yêu cầu mình ốp các cái vật liệu khác nhau, những cái màu khác nhau, nên mình sẽ tìm cách ốp nhiều màu khác nhau cho nó trùng. Ví dụ như là cái khung cửa một loại này, hàng kính một loại này, rồi cái cửa cuốn là một loại này. Đây thì đến bây giờ là mình có thể bắt đầu mình lên cái tầng 2 được rồi. Mình sẽ tạo cái layer, đây là layer là đó là mình sẽ quay về đây mình dùng giống từ đây này, đó nghĩa là cái sàn bằng hai lên tới đây này, đây mình đi lên trên này bằng ba này. Bắt đầu từ bên tường này mình sẽ tạo cái đường giống này đúng không, đó đường giống này đúng không, tạo rất nhiều giống khi mình tạo rất là nhiều đường giống của mình vẽ hạn chế cái sai lệch, vẽ một cái tăng từ đấy mình vẽ một thầy và mình mù ngoài này đó đấy mù đây thì mình thấy cái mặt cái tạch này này nó không phải ở đây, không phải ở đâu đó mà đây này, tạo giống từ đây vô đây và mua cái mặt này bằng đường giống này đúng không. Bật cái mặt bằng tầng 2 lên và đen bằng tầng 2. Đây ok. Một cái điểm này vô đây mình sẽ kiểm tra lại rồi không phải đây là cái lần xí này. Cái điểm này hôm nay không phải mà một cái điểm này điểm này mình làm này và nó sẽ trùng với cái phía dưới này, trùng với phía dưới này, này. Nó phải như này nó sẽ trùng. Có nghĩa là đối với cái mặt bằng trên này á, nó như mà đúng á, là cái tường này nó ra tới phía ngoài này không? Như là cái mặt ngoài này hôm nay mình chưa scale lại phải.
mình chưa chỉnh lại. Hôm nay cái mặt màn này nó bị sai kích thước. 263 Windows Mobile Info. Chỉnh lại cho chờ. Mình chỉnh lại chỗ này. Hai sáu bảy ba enter. Anh chị mình thấy xong một cái tường này nó ra nhiều ghê. Giờ mình sẽ tạo nhiều xong rồi mình sẽ, thì mình sáng nay mình qua mình xử lý cái ông bên này luôn, mình làm ba luôn. Mình làm ba này. Giờ. Hai sáu ba, ok rồi, lưu file đấy thì xong rồi mình bắt đầu mình tạo giống rồi. Vẽ đối với file, cái file mà từ từ cái ảnh là mình tạo rất là nhiều đường giống luôn, ví dụ như cái file mà từ file PDF mình sẽ ít tạo giống hơn đó, nhưng mà cái file mà từ ảnh tạo giống cực nhiều, mình không biết đường nào mình để vẽ cho nó chuẩn nữa. Này, đó nghe mình lắp vô tầng 2 rồi này, đúng không? Plan 2 đúng không? Là nằm đúng vị trí rồi đúng không? Đấy, cái tường này nó nằm cũng cũng hơi lệch một xí, nghĩa là cái mặt đứng này với mặt bằng này cũng hơi lệch một xí, nhưng mà nó không lệch như lúc nãy nữa, tại vì lúc nãy mình làm nó bị trật, à, nó bị sai, chưa? Rồi bắt đầu mình nắm đầu ông này, ha. Về cho ông ra ngoài một xí này. Bước xuống vô tới trong đây, à. Đối đơn vị này, tường này mình sẽ bút sang đây ngồi xí. Mình nhớ là đối với khi vẽ thế này thì mọi người bút nó xong rồi group nghe, tại vì nếu như mọi người group xong đúng không, mọi người vô trong một group là mọi người không thấy cái mà để vẽ cái đối tượng nữa, không thấy cái hình để mà vẽ nữa, chưa? Nên mình phải vẽ nó xong rồi mới group nó. Yeah, ok. Đấy, và bắt đầu mình lặp lại những cái thao tác gì? Thao tác như ở dưới đúng không? Bên đây mình xét màu điện cái mặt bên này là có hai cửa sổ đây và ba cửa sổ này giống nhau đúng không? Cái cửa sổ này giống cửa sổ này rồi. Còn cái cửa này thì giống mấy cái này mình vẽ rồi. À, đây có một sự khác nhau. Hai cửa này mở được mà cửa này không mở được. Nên cái khung nó sẽ khác. Ok, bắt đầu mình vẽ này trước nè. Tạo đường giống lên đây đúng không? Tạo giống ra ngoài bên này rồi. Mua copy ông này lên cái điểm này. Tiếp tạo giống qua bên đây và mua copy cái mặt này qua bên này, đúng không? Xong mua copy hai cái mặt này vô. Vô đây. Boost cái mặt này đi. À. Đấy. Đối với cái với ba cái ô này thì khác. Lấy đường giống trên xuống này, đường giống từ đại quan này, không bắt đầu mình mua cái mặt này quá này đúng không, xong xoay nó đúng không cho nó đồng kích thước, cho người đừng có vẽ cái mặt mới, người vẽ cái mới là nó lắc nhắc nhắc không đúng rồi thôi. Đây và như vậy đúng không? Mua quay từ đây, mua quay qua, mua quay từ đây, mua copy qua đúng không? Tạo cửa sổ, nhà có nhiều cửa sổ ở đây đây. Push, yeah. Rồi, khi đã xong cái đầu này thì mình đã xong cái phần tường này rồi đúng không? Rồi, gấp lại. Yeah. Đấy, bắt đầu mình chiếu tương tự với các mặt khác mình chiếu qua đúng không, là mình sẽ vẽ xong cái tầng này. Giờ mua này lên copy và xoay 90 độ qua này, một copy qua đây như này. Này nhưng mà nguyên nhân những đối tượng này bây giờ nó đã thuộc tầng 2 nên mình chọn nó, là bây giờ nó đang thuộc tầng, tại vì mình copy cửa dưới lên nó sẽ thuộc nam được cái layer là tầng 1.
đúng không? Cho nên mình lên trên này rồi, giống như tầng 2 nên mình phải gán lại second floor đúng không? Là second floor đúng không? Bóc test thử này. Test thử này, này. Test thử này là ok. Chưa? Rồi, đó là cái bước mà mình vẽ cái nhà này. À, thì chút nữa mình sẽ gửi cái bài tập link Dropbox này lên để mọi người làm bài tập nha. Nhưng mà đầu tiên mọi người nên nhớ là xong hoàn thiện cái bài tập hôm trước mình giao đó. Bài tập hôm trước mình giao như là chưa thấy ai gửi luôn. Có thể là do cái bài đó nó lâu, nó tốn thời gian đó, nhưng mà mọi người nên tranh thủ ha. Tại vì mình làm bài tập phải từng bước mà. Chắc là bị dí deadline gì lắm đúng không? Ok, thế thì đối với cái bài tập này thì mọi người có thắc mắc gì không? Mọi người có thắc mắc hay là cái vấn đề gì không? À, hôm trước là thuyền sĩ Tú Nguyên. Tú Nguyên đúng không? Tú Nguyên hỏi là cái chỗ mà cây bút đúng không? Cây bút này đúng không? Cái cây bút này này. Đấy, thì cái cây bút này á, là thế này em này. Em mở cái file default tray đó, em kéo nó dài dài ra chứ đừng em kéo nó dài dài ra xíu chẳng hạn. Em đừng để nó nhỏ quá đúng không? Với lại cái chỗ này này nhiều khi nó bị chèn quá không thấy, chứ mà cái cây bút của em cần bấm thôi mà, cần bấm thôi là nó chạy đi mà. À, cây bút thì mặc định nó anh lúc game vé anh luôn để nó chỗ là anh thác này. Anh thác này. Thác nó dễ hơn. Ừ. À. Ok. Giờ mọi người nhớ là đối với cái bút á thì luôn để chỗ là anh thác ha. Nó tiện hơn để mình sau khi mình vẽ xong mình gán nó dễ. Gán nó rất là dễ luôn chứ cần có đưa nó xuống đâu dưới này kia rồi vẽ chập lê nó lòn sàn hồ lên là phiền lắm. À. Ok, thế thì tí nữa mình sẽ gửi cái file này ra mọi người bắt đầu vẽ ngay, người vẽ từng cái building. Sau khi người vẽ xong building mình hướng nhau người cái chỗ mà vẽ cái địa hình nữa. À. Thì cái buổi học này mình có vấn đề gì không? Có thắc mắc gì không? Hồi trước mình hướng dẫn đó, thường thường một buổi này đó là có một buổi thực hành. Nhưng mà không biết lớp mình chừng nào mới thực hiện được cái buổi thực hành. À, mình không biết mọi người là thao tác như thế nào, rồi mình không biết mọi người quản lý file như thế nào hết. Đó, nên chắc là hôm nào mình sẽ bình bàn với cảnh để xem là có sắp xếp được một buổi thực hành hay không. Ừ. Còn hiện tại bây giờ là hơi khó. À. Ok, thế thì buổi hôm nay mọi người có thắc mắc gì nữa không? Ok, thế thì đây là cái nội dung của buổi hôm nay mình chốt lại là cái cách mình xử lý khi mà mình nhận được một cái file PDF từ khách hàng ha, là cách mà mình xử lý và cái sản phẩm của cái file này thì như đây đây sáng sáng một cái làm việc thì sáng làm việc thì Vinh có sửa lại cho mình một vài chỗ thì cái sản phẩm nó sẽ giống như kiểu như thế này, đó, sản phẩm mọi người xem một chút. Cách làm hồi sáng thì mình vẽ nó hơi cồng kềnh so với cách làm này. Cách làm này thì mình vẽ cái tường đây là một khối rồi, khi mình xúc qua bên ba trong mắt thì nó dễ hơn. Còn cái cách hồi sáng mình làm vẫn là cái cách cũ. Cái cách cũ là mình vẽ từng cái bức tường rồi mình boost từng cái bức tường, mình chỉnh sửa từng bức tường thì cái cách đó nó theo thói quen của mình hơn. Mà cách làm này thì mình nghĩ là khi mình nhập vào ba trong mắt thì nó sẽ khỏe hơn, tại vì bây giờ cái tường nó là một khối. Nên cái tường là một khối thì mình nghĩ là theo Vinh nói thì là sẽ ít lỗi hơn, nó thì sẽ ok mọi người hơn. Rồi sáng cái file thì lúc mình nhận file mình đọc không kỹ mình thấy đây có 3 view nên mình nhận 3 luôn, nhận xung quanh hết luôn. Đấy, tôi chừng làm xong thì mới mở ra cái file là thấy hành ghi cần là cam góc 1 rồi. Ok, tôi coi như lâu lâu dựng luyện lại kỹ năng dựng hình cũng được.
Xong cái bài này thì hôm sau mình hướng dẫn mọi người làm các một cái cách để mà xử lý một cái file mà khi file PDF mình nhận về mà cái file đó là định dạng raster nữa nghe. Đây định dạng này là raster rồi. Raster này im ảnh này nha, không có thuật toán này. Cho mình hướng dẫn người cách định dạng vector nữa. Vector thì khỏe hơn, nhanh hơn. Chỉ có cái chỗ là phải tìm cái mà để chuyển từ PDF vào trong Builder thôi. Đấy, đây là cái file mình vẽ này. Cái file này mình vẽ nó mất khoảng một ngày đó. Khoảng một ngày đó. Đó, cho nên là mình nói mọi người là ví dụ như vẽ khối này là khoảng 2 tiếng, 3 tiếng nữa, khối này 2 3 tiếng nữa, khối này 2 3 tiếng. Rồi cái địa hình khoảng đâu là hơn 1 tiếng nữa. Thì khoảng đâu là 9 đến 10 tiếng tầm đó. À, 9 10 tiếng và khi là khi mà vẽ xong thì mình ốp, ví dụ như chỗ đây cái ba cái nhà này nó có những cái mảng này cùng vật liệu này, mình ốp cùng vật liệu qua thôi. À, nhưng mà nó cùng vật liệu mình ốp cùng vật liệu qua thôi. Đúng không? Đấy. Và còn cái địa hình chỗ này á, địa hình chỗ này á thì mình kết hợp. À, mình kết hợp ví dụ như mình sao, ví dụ như là cái địa chỉ này đúng không? Cái địa chỉ này. Địa chỉ là được cung cấp đúng không? Google Maps này. Maps google.com ha. Bộ địa chỉ đó và mình bộ địa chỉ đó và mình người tại vì mọi người biết sao, tại vì trên cái file case á, trên cái file PDF á, là nó không có cụ thể là cái địa hình này ở đây như thế nào đâu, địa hình ở đây này không ghi cụ thể. Thì mình cũng làm cũng có một vài lần mình làm cũng quen, cho nên là mình đoán được nó ra thôi, chứ còn khi mà người làm mình phải xem trực tiếp ở đây xem cái vỉa hè như thế nào này. Đấy, người thấy cái vỉa hè này. Trên cái file đây á, thì trên cái file mà trên cái file này này thì nó chỉ vẽ cho mình một vài cái đường thôi, một vài cái nét thôi. Ví dụ trên cái file này là này, mọi người xem trên cái mặt bằng tổng thể này. Mọi người xem đây cái mặt bằng tổng thể này. Đấy thì cái mặt bằng thể thì cái đoạn này họ chỉ vẽ cho mình một hai vài nét thế này thôi. À, nếu như mà nhìn từ đây mình sẽ bị thiếu thông tin, cho nên là mình phải vào trong Google Maps là mình kiểm tra lại Google Maps xem là cái vỉa hè như thế nào, thì mình thấy là vỉa hè này nó có một cái đoạn đi và này nó có một cái đoạn là cỏ, một đoạn cỏ và nó có đây nó có cái bó vỉa này, nó có bó vỉa này. Đấy, mình mới về mình ngồi mình suy nghĩ là mình sẽ vẽ ra như thế này. À, mình vẽ ra như thế này. Đấy là cái cách mà mình sẽ xử lý. Ok, thế thì buổi hôm nay mình kết thúc ở đây ha. Nếu người không có thắc mắc gì thì mình sẽ gửi cái file cho mọi người làm việc. Bắt đầu làm bài tập mà mọi người nhớ phải làm xong bài tập kia nghe. Tại vì khi mọi người làm xong cái bài tập kia thì mình hướng dẫn mọi người cách mà để xuất một clip. Cách để xuất một clip đơn giản. Để ví dụ như sau này mọi người cần để mà gặp khách hàng là làm gì gì mọi người. Ok chưa?